Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor quạt két nước của Mazda 6 đời 2003. Đây là hàng second hand, tức là hàng đã qua sử dụng. Đây, anh em nhìn, tất cả từ chân ốc này đến các mã hàng, nó vẫn giống như hàng theo trên xe. Nói về hàng second hand thì có nhiều con cũng motor, nếu biết chọn lựa như những dòng này của nó còn rất là đẹp. Bên trong chất liệu đồng của nó khá là ok. Đây là anh em đang nhìn tổng thể đây. Đây phía trên này, khi anh em tháo ra bắt cái cánh quạt vào đây. Còn đây là ba cái chân để anh em bắt vào cái gá, cái lồng của két nước. Đây là cái rắc điện của nó, 4 rắc. Đây là lên đời cao. Từ hơn đời trời 2000 trở đi là người ta chủ yếu sẽ thiết kế là đời rắc kim này. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0769086333. Hỗ trợ lắp ráp tại Hà Nội, số liên hệ là 0856727222, gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.